Câu chỉ là chỉ ở nhà. Như vậy là bạn Dũng, cái giọng của Dũng rất là hay nè. Giọng của Dũng hay, nguồn răng. Tiếng Anh, tiếng Anh. Thì ra
Nhìn vậy sinh thượng mà. Ôi, mày dám xuống không bay? Mày xuống tao đi theo. Cứu tao. Mày ơi, cứu tao. Thì mấy bạn sẽ đứng ở một cái vị trí như hai các bạn hỏi ngoài cổng thì sẽ đứng ở ngoài cổng để hỏi, còn những bạn còn lại thì
cái vị trí mà mình thích đó thì đứng đầy đủ ánh sáng là được rồi. Đi phòng giam. Đi phòng giam là mình sẽ quay một giờ. Cái con đường nó mất mình chậm chậm. Rồi cô gái tóc tai nha. Chụp. Cho đến nay
thành cổ Biên Hòa hay còn được gọi với cái tên khác như là thành Kiền, thành Cụ, thành Săn Đá. Xưa thuộc thôn Bàn Lơn, huyện Phước Chánh, tỉnh Biên Hòa. Năm 1834, vua Minh Mạng cho đất thành Biên Hòa. Đúng rồi, chỉ có vậy đó. Rồi nói đi, nói lại. Nhưng mà tập trung nhìn hàng trước qua biển, nhìn đi đứng á. Đấy là nhìn hẳn cái ống kính á. Đang tưởng tượng có cái ống kính. Năm 1834, vua Minh Mạng cho đất thành Biên Hòa. Ban đầu chỉ được đắp trên nền thành cũ của người Lạc Nang Mang. Hay còn gọi là người chân lạc. Năm tháng 6 năm 1834, vua Minh Mạng cho đất thành Biên Hòa. Ban đầu thành chỉ được đất bằng đất trên nền thành cũ của người Lạc Nang Mang hay còn gọi là người chân lạc. Tháng 6 năm 1834, mấy không sai về văn phủ đã chọn một người dân trong hẹp để đắp thành. 1834, vua Minh Mạng cho đắp thành Biên Hòa. Ban đầu thì đắp bình đất trên nền thành cũ của người Lạc Nang Mang hay còn gọi là người chân lạc. Tháng 6 năm 1834, mấy không sai về văn phủ đã chọn một người dân trong hẹp để đắp thành. Đi tự nhiên đi từng bước chậm. Đó, em đi từ đó đi, em đi từ đó. Tới. Không, đi từ chỗ máy. Để tới đây là được rồi. Đó, tới đây thôi. Khoảng 2 bước hoặc 3 bước chân thôi là được rồi. Đi từ từ. Đi từ từ thôi. Đi tự nhiên kiểu em thấy người ta vừa đi mà vừa nói như phim á, kiểu là đi diễn thí đó. Nha. Đâu mà thôi đúng không? Đi ba bước tập trung tay mấy em siêu để giữa đi một hai ba tập thể năm bước em đỡ sao em để trước người vậy nè không chị đó đây diễn gì em gì đó nha đứng cái lên đứng đi hai chỗ mát đứng rồi rồi em đó ha đi lên một bước hai bước là được ha. Thì cái tay cũng nghe thầu, cứ đừng có để như vậy được. Nó không có...
Ừ đó, để đi luôn đi. Năm 1837, vua Minh Mạng cho xây lại thành bằng đá ông đỏ, đổi tên là thành Biên Hòa. Nó rộng chưa vây lên 1645m, chiều cao lên 3,6m, mở rộng hơn gấp đôi, gần 17m. Xây dựng thêm 4 cầu ngang, 4 cầu bằng đá, mặt ngang qua hào, và 4 cửa để lưu thông. Xây dựng thêm cột cờ, tổng diện tích lên tới hơn 18 hectare. Thành Biên Hòa lúc bấy giờ được xem là công trình kiến trúc lớn thứ hai Nam Bộ, chỉ sau gia đình. Tốt rồi đó, chỉ đi dắt chút xíu rồi đó thôi. Vua Minh Mạng cho xây lại thành bằng đá ông đỏ, gọi tên là thành Biên Hòa. Tới rộng chung vây lên 1645m và nâng cao lên 3,6m, mở rộng hào gấp đôi, gần 17m. Xây dựng 4 cầu thang bằng đá, bắc ngang qua hào, ở 4 cửa để lưu thông. Xây dựng thêm cột cờ, tổng diện tích lên tới hơn 18 hectare. Thành Biên Hòa lúc bấy giờ được xem là công trình kiến trúc lớn thứ hai Nam Bộ, chỉ sau gia đình. Ở cái chỗ này nó dư 18 hectare. Thành Biên Hòa lúc bấy giờ được xem là công trình kiến trúc lớn thứ hai Nam Bộ, chỉ sau gia đình. Sau khi đăng ký Biên Hòa năm 1861, quân đội Pháp tiến hành cho xây dựng lại, chỉ còn 1/8 diện tích sâu đến ban đầu. Hào phía đông bị lấp, một phần tường bị phá vỡ để xây dựng phố xá, một số doanh trại, biệt thự và nhà thương cho sự quan tâm lắm. Một lần những cháu luôn hả? Sao? Hào phía đông bị lấp, một phần tường bị phá vỡ để xây những phố xá, những thành thị, những Thank you.
quay nắng con gái tôi là da cô gái sư phụ nó nhíu mắt cho cô. Thank you.
lại chân cũng quay qua sông nữa ngon mà.
Rồi yeah. Yeah. Tự gia hai lần nha, từ từ nha, chờ xíu nha, tự gia hai lần nha, một.